Kim Min Jae, quái vật của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022. Tiền vệ trẻ Kim Min Jae được truyền thông và người hâm mộ đặt biệt danh quái vật nhờ chiều cao 1,9m, khả năng tranh bóng quyết liệt, chọn vị trí đón bóng tốt và tự tin khi cầm bóng. Trước trận mở màn của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022 vào ngày 24 tháng 11, truyền thông sở tại đang đặt nhiều kỳ vọng vào tiền vệ trẻ Kim Min Jae. Kim Min Jae được truyền thông và người hâm mộ đặc biệt danh quái vật nhờ chiều cao 1,9m, khả năng tranh bóng quyết liệt, chọn vị trí đón bóng tốt và tự tin khi cầm bóng. Trong màu áo của câu lạc bộ Yeonbuk Moto, Kim Min Jae từng hai lần đăng quang vô địch giải Galic trong các năm 2016 và 2017. Màn trình diễn của cầu thủ này ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia đã thu hút được sự quan tâm của câu lạc bộ Watford, Anh. Ra mắt đội tuyển Hàn Quốc vào năm 2017 và có tới 44 lần khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu xong. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của Kim Min Jae. Mặc dù mới tròn 26 tuổi vào đầu tháng 11 này, nhưng Kim Min Jae không chỉ thi đấu trong nước mà còn chơi bóng cho các câu lạc bộ tại 4 quốc gia nước ngoài gồm Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Anh. Hiệp hội cầu thủ của Italy cũng đã vinh danh Kim Min Jae là chân sút xuất sắc nhất trong tháng 10 vừa qua. Hiện chưa rõ liệu tiền đạo Son Heung-min có kịp phục hồi để tham gia các trận đấu sắp tới. Hay khôn nhưng truyền thông Hàn Quốc vẫn nhận định rằng khi đội tuyển Hàn Quốc đối đầu với Uruguay và Bồ Đào Nha ở bảng H, thì vai trò của Kim Min Jae cũng quan trọng không kém Son Heung-min. Giới chuyên môn dự đoán, trong trận mở màn của đội tuyển Hàn Quốc ngày 24 tháng 11, Kim Min Jae sẽ được giao nhiệm vụ khóa chặt Luis Suarez và Darwin Núñez.